Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog đọc hiểu tiếng Anh. File từ vựng mình sẽ để bên dưới video. Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc bài Can Music Help Children with Autism Learn Language? Thì liệu âm nhạc có thể giúp trẻ em với chứng tự kỷ học ngoại ngữ? Autistic children with no or few words may learn language through music. Thì trẻ em với chứng tự kỷ thì không thể nói chuyện hoặc là có thể nói rất ít thì có thể học ngoại ngữ thông qua âm nhạc. Các điểm chính của bài này là some autistic individuals show exceptional musical skills, là một số cái cá nhân có thể được mắc chứng tự kỷ thì cho thấy khả năng âm nhạc, khả năng cảm nhạc xuất sắc. The autistic brain reacts to song differently than to speech, thì các bộ não mà bị mắc chứng tự kỷ thì nó phản ứng với cái bài hát khác so với là các cái hội thoại. Music assisted language interventions might help autistic children learn language. Thì cái việc mà can thiệp với hỗ trợ âm nhạc thì sẽ giúp cho các trẻ em học ngoại ngữ tốt hơn. As a psychologist as well as a language, I am fascinated by the idea of how music and language can shape our brain. Là một nhà tâm lý học cũng như là một nhà ngôn ngữ học, tôi rất là thích thú bởi cái ý tưởng là cái cách mà âm nhạc và ngoại ngữ có thể là hình thành bộ não của chúng ta. And how our brain attunes to musical and speech sounds differently. Và cái cách và bộ não của chúng ta là bắt nhạc và các cái lời nói, các cái âm thanh khi nói chuyện khác nhau. I studied this topic by looking into how individuals with different musical and language abilities produce and perceive sounds in different domains. Tôi nghiên cứu cái chủ đề này bằng cách là nhìn vào các cái cá nhân với các cái khả năng âm nhạc và ngoại ngữ khác nhau, cái cách mà họ tạo ra và nhận biết âm thanh ở các lĩnh vực khác nhau. One population I study are those with autism or autistic individuals, as is the preferred term by the autism community in the UK and elsewhere. Một phần dân số mà tôi nghiên cứu là những cái người mà với hội chứng tự kỷ hoặc những các cá thể mang chứng tự kỷ, là cái thuật ngữ được công nhận bởi cộng đồng tự kỷ, cộng đồng hội chứng tự kỷ ở Anh và các nơi khác. A large body of evidence has suggested that some autistic individuals possess exceptional musical skills, e.g. absolute pitch, the ability to classify musical notes without a reference tone. Thì một phần lớn các bằng chứng là đã cho thấy là các cá thể mang chứng tự kỷ là sở hữu cái kỹ năng âm nhạc xuất sắc, ví dụ như là cao độ hoàn hảo, là cái khả năng có thể là phân biệt các cái nốt nhạc mà không cần sách nhạc là cái sách mà nó ghi các cái nốt nhạc á, để mà mình xem, mình đọc nó mình sẽ hiểu cái nốt nhạc đó là gì. One famous example is Derek Barravincini, a musical savant with autism. Một ví dụ nổi tiếng là Derek, là một cái musical savant. Savant, a musical savant with autism, là một cái người nhà bác học về mắc chứng tự kỷ, who can play music by ear and communicate better with music than using words, là cái người mà có thể chơi nhạc bằng tai và có thể giao tiếp tốt hơn với âm nhạc hơn là dùng ngôn ngữ, dùng các cái từ ngữ. As revealed by our recent systematic review and meta-analysis, autistic individuals are also better able to recognize emotions such as happiness from music than from human faces. Thì được tiết lộ bởi các nghiên cứu gần đây và các phân tích sơ bộ, systematic review là kiểu review là kiểu sao ta không biết dịch sao luôn. Dịch thử thôi. Systematic review, nhận xét sơ bộ.
Thì các cái cá nhân mang chứng tự kỷ thì có cái cũng có thể tốt hơn bằng là nhận biết các cái cảm xúc như là hạnh phúc từ âm nhạc hơn là các cái gương mặt của con người. Thus, music appears an area of enhanced abilities for a subgroup of autistic individuals. Bằng cách này thì âm nhạc thì có thể là một cái lĩnh vực mà có thể tăng cường các khả năng cho các cái nhóm phụ của các cái cá thể mắc chứng tự kỷ. Subgroup là cái nhóm phụ, là các cái nhóm ngầm, cái nhóm nhỏ nhỏ bên trong cái cộng đồng người mắc chứng tự kỷ. Comparing brain responses to speech versus song, a study shows that the brain region responsible for production of language. Thì so sánh bộ não phản ứng với cái lời nói chuyện so với âm nhạc, so với bài hát. Một cái nghiên cứu là chỉ ra rằng là các cái vùng não là chịu trách nhiệm cho việc là tạo ra ngôn ngữ, sản xuất ngôn ngữ đó. Ví dụ như là cái vùng Broca is less activated during speech stimulation but more activated during song stimulation in autistic children with language impairments. Thì nó ít được kích hoạt trong cái quá trình kích thích nó kích thích cái lời nói chuyện. Speech là sao? Lời nói phải không ta? Cái ngôn ngữ, cái lời nói, nhưng mà sẽ được kích hoạt nhiều hơn khi mà dùng cái bài hát ở các trẻ mắc chứng tự kỷ với khiếm khuyết về ngôn ngữ. The functional connectivity between broadcast area and racket areas important for language comprehension is also increased in song compared to speech stimulation in these children. Thì cái sự kết nối giữa cái vùng Broca này, cái vùng Regnico này là quan trọng đối với hiểu ngôn ngữ, là nó cũng tăng lên là ở ở bài hát so với lời nói ở những cái trẻ em đó. These finding là nó cao hơn, nó là dùng bài hát kích thích thì nó sẽ cao hơn kích thích những trẻ mắc chứng tự kỷ hơn là dùng cái lời nói. These findings suggest that the autistic brain is more engaged with song than with speech. Thì những cái tìm kiếm đó thì nó đã chỉ ra rằng là cái bộ não mắc chứng tự kỷ thì nó sẽ thích thích các bài hát hơn là đó lời nói. Nó sẽ trở nên bị kích thích hơn bởi bài hát là âm nhạc đó. In our EU-funded MAP project, we tested whether language taught through songs using interactive activities in naturalistic home settings would increase spoken communication in 2 to 5 year old autistic children with no or few words through a randomized controlled feasibility trial. Cái dự án MAP này được trợ cấp bởi EU, thì chúng tôi đã kiểm tra rằng là liệu là ngôn ngữ được dạy bằng các cái bài hát sử dụng các cái hoạt động tương tác ở trong cái môi trường nhà ở tự nhiên thì sẽ tăng cường cái khả năng giao tiếp ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi mắc chứng tự kỷ với cái trẻ đó là có thể nói hoặc là rất là ít lời nói, có thể nói rất ít. Thông qua những cái sự kiểm soát ngẫu nhiên. Our recently published study protocol outlines our approach of using musical attract the attention of these children to speech. Thì các cái nghiên cứu được công bố gần đây, cái quy trình thì nó đã lên cái dàn ý các cái cách tiếp cận sử dụng âm nhạc để mà thu hút cái sự chú ý của trẻ mắc chứng tự kỷ đó để mà nói chuyện đó. A rationale behind this approach is that music is a powerful tool for reinforcing social bonding through synchronized musical activities such as singing and dancing.
cái lý luận, cái cơ sở lý luận đằng sau cái cách tiếp cận này là âm nhạc là một cái công cụ mạnh mẽ để mà tăng cường cái sự mối liên kết xã hội thông qua việc là đồng bộ hóa các cái hoạt động âm nhạc như là hát và nhảy múa, which release endorphins, nghĩa là sẽ giải phóng các cái hormone endorphins, neural hormones associated with feelings of pleasure, reward and social motivation, thì sẽ nó sẽ giải phóng cái hormone endorphins này, là cái hormone thần kinh, thì nó có liên quan đến cái cảm giác thoải mái, các cái phần thưởng và sự và động lực xã hội, thì nó sẽ giải phóng các cái này, nó sẽ rất là tốt. Indeed, a study examining the beneficial effects of music on social communication skills in school-age autistic children found improved social communication as well as functional brain connectivity after a period of 8 to 12 weeks of music intervention involving child-centered activities facilitated by music. Thật sự rằng cái nghiên cứu đã kiểm tra cái hiệu quả lợi ích của âm nhạc, cái lợi ích của âm nhạc đối với là giao tiếp xã hội, các kỹ năng giao tiếp xã hội ở tuổi đến trường của các trẻ em mang chứng tự kỷ, thì nó đã được tìm ra là nó sẽ cải thiện cái kỹ năng giao tiếp đó của trẻ và các cái sự liên kết trong não sau, nó sẽ tăng cái liên kết trong não đó sau khoảng từ 8 đến 12 tuần của cái việc can thiệp âm nhạc. Đối với cái cuộc sống hàng ngày của trẻ, nên mình sẽ dùng âm nhạc để mà can thiệp vào cuộc sống của trẻ để giúp cho trẻ có thể giao tiếp được. Since language is typically learned through social interaction, nghĩa là bởi vì ngôn ngữ thì thường được học thông qua các cái sự tương tác xã hội. With autistic children's preference for musical sounds and the social bonding power of music. Với các trẻ mắc chứng tự kỷ thì cái sự thì nó thường sẽ thích cái âm thanh của âm nhạc và các cái sự liên kết xã hội mạnh mẽ của cái sự kết nối mạnh mẽ của âm nhạc. Music assisted language interventions may help autistic children learn language. Thì cái sự hỗ trợ của âm nhạc này can thiệp vào cái quá trình phát triển của trẻ tự kỷ thì nó sẽ giúp cho trẻ mắc chứng tự kỷ học lại học ngôn ngữ tốt hơn. So that's all for this video. I hope you find it interesting and helpful. See you next time. Cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.